Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, trước những biến đổi bất thường của thời tiết, trong những tháng đầu năm, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đã xuất hiện trên đàn vật nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của người chăn nuôi trong tỉnh. Để bảo vệ đàn gia súc, trong chương trình đồng hành cùng nhà nông kỳ này, chúng tôi xin chia sẻ với bà con một số giải pháp trong phòng bệnh xuân hè. Mời quý vị, các bạn và bà con cùng theo dõi. Thời tiết giao mùa diễn biến phức tạp làm cho đàn gia súc không kịp thích nghi nên hay bị nhiễm một số bệnh về đường hô hấp và đường ruột, tạo điều kiện cho các dịch bệnh phát sinh như các bệnh tai xanh, lở mồm, long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn châu Phi, hội chứng tiêu chảy, viêm phổi, E. coli. Mặt khác, những hộ chăn nuôi gia trại do quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán, sen kẹp trong khu dân cư dễ dẫn tới phát sinh lây lan dịch bệnh. Do đó, người chăn nuôi rất lo lắng bùng phát dịch bệnh. Mùa này chân lợn no nhất là chỉ mỗi đi ỉa mới đi về tay xanh với lở mồm nó móng. Đấy, mấy đấy là chủ yếu nhất. Khi còn nợ nó mà nó bắt đầu mà bị một cái là nó ngoảnh ngoảng. Xong đầu nó cứ kiểu nó gầy gầy và xanh sao đấy. Xong là nó đi phân lỏ loãng ra là rồi đấy là, là là nó nó, nó, nó đột quỵ để đảm bảo cho cái an toàn cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Chí Linh thì trên cơ sở các cái kế hoạch các cái công văn hướng dẫn của tri cục của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thôn và tri cục chăn nuôi thú y tỉnh thì chúng tôi bám sát cái kế hoạch đó và đã triển khai các cái kế hoạch tiêm phòng vụ xuân và cấp thuốc sát khuẩn cho các địa phương để phòng chống dịch bệnh. Ở ngoài các đợt tiêm phòng thì chúng tôi cũng thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống bám sát cơ sở, đặc biệt là các cái trang trại chăn nuôi và hướng dẫn các cái biện pháp tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vaccine. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh cho đàn gia súc, giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh, Tri Cục Thú Y đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tổng hợp số lượng vật nuôi trong diện tiêm phòng, cung cấp vaccine, thuốc sát trùng, thành lập các tổ đội tiêm phòng, phun khử độc vệ sinh môi trường tại các trang trại, gia trại, chăn nuôi, đặc biệt những địa phương có nguy cơ cao. Để đảm bảo cho công tác phòng và chống dịch cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, thì thực hiện cái kế hoạch số 84 ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về về cái phát triển chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Thì trong thời gian tới thì đề nghị các địa phương là thực hiện tốt một số các giải pháp như sau. Thứ nhất là chuẩn bị cho vấn đề triển khai công tác tiêm phòng vụ xuân năm 2021 cho đàn gia súc gia cầm. Đặc biệt chú ý những cái địa phương có ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ và các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng thấp so với vụ thu tỷ lệ tiêm phòng vụ thu năm 2020 còn thấp. Hai nữa là cái vấn đề tái tái đàn sau Tết Nguyên Đán thì tỷ lệ cái đàn nó ra cầm giảm do cái sức tiêu thụ thực phẩm à, trong dịp Tết. Thì đề nghị các cái hộ chăn nuôi các địa phương hướng dẫn hộ chăn nuôi về với công tác tái đàn. Thì khi tái đàn thì phải thực hiện vấn đề vệ sinh các chuồng trại khu vực chăn nuôi theo đúng yêu cầu con giống nhập về là phải có nguồn gốc có rõ ràng có giấy chứng nhận kiểm dịch và đặc biệt ưu tiên vấn đề sử dụng con giống tại chỗ để đảm bảo cho cái vấn đề dịch bệnh để đảm bảo đàn gia súc khỏe mạnh trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho đàn vật nuôi như bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin, che chắn, chuồng trại nhằm nâng cao sức đề kháng. Trong những ngày mưa phùn, độ ẩm cao cần giữ ấm cho vật nuôi kiểm tra tình trạng ăn uống của vật nuôi cách ly kịp thời những con có biểu hiện khác thường cần báo ngay với cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời